Đây chương trình Tơ Lòng trên Phím Nhạc. Quý vị thính giả thân mến, không biết từ bao giờ âm nhạc đã đến với con người, hiện hữu trong đời sống như một giá trị tinh thần vô giá. Để có những cung bậc ngọt ngào ấy, người nghệ sĩ đã đem hết cảm xúc phó vào những cung đàn vô điệu, trải tơ lòng mình trên phím nhạc và từ đó để lại cho đời những nhạc phẩm mà chúng tôi tin tưởng sẽ còn sống mãi với thời gian. Xin mời quý thính giả cùng chúng tôi bước vào thế giới của tơ lòng trên phím nhạc qua sự diễn đọc của chính tác giả Hồng Phong, Phi Anh và Phi Vân. Trân trọng kính mời quý vị cùng lắng nghe. Chương trình Tơ Lòng trên Phím Nhạc kỳ thứ 51, nhạc sĩ Nguyễn Hiền. Chúng tôi xin gửi lời chào mừng đến toàn thể quý vị đã trở lại với chương trình Tơ Lòng trên Phím Nhạc. Ngày hôm nay là chương trình thứ 51 với chủ đề tưởng nhớ nhạc sĩ Nguyễn Hiền. Và đầu tiên, vẫn là những lời cầu chúc tốt đẹp nhất đến với toàn thể mọi người. Ước mong quý vị sẽ luôn có sức khỏe dồi dào và cuộc sống luôn tốt đẹp đến với tất cả quý vị. Nguyễn Hiền không chỉ được người ta biết tới nhiều trong lĩnh vực sáng tác, mà còn như một người thầy dạy nhạc và một nhạc sĩ trình diễn. Sinh năm 1927 tại Hà Nội, Nguyễn Hiền bắt đầu học nhạc từ năm 1935. Ông đã học và biết sử dụng dương cầm, vĩ cầm, phong cầm. Năm 1950, ông là nhạc trưởng của ban nhạc Hotel de Paris ở Hà Nội. Nhận xét chung về hình thức, nhạc của Nguyễn Hiền là mẫu mực cho người muốn đi theo con đường sáng tác, vì ông có một hiểu biết rất nghiêm chỉnh trong lĩnh vực này. Nhạc của ông cũng giống như những bài văn mẫu mà khi còn bé, chúng ta tập làm văn thường được đọc, cho dù không phải của một đại văn hào, nhưng luôn là những khuôn mẫu rất chuẩn mực. Về nội dung, nhạc của Nguyễn Hiền thường có nội dung buồn, hay nói đúng hơn, ông thường chọn những bài thơ buồn để phổ nhạc. Ngay cả nhạc phẩm nổi tiếng Anh Cho Em Mùa Xuân, phổ từ thơ của Kim Tuấn, thì mùa xuân ấy cũng khiến cho người ta bâng khuâng. Có lẽ Nguyễn Hiền cũng không thoát ra được cái lãng mạn của những người mang tâm hồn nghệ sĩ. Chính vì thế, những bài thơ ông chọn tuy có nội dung buồn, nhưng khi qua dòng nhạc của Nguyễn Hiền, nỗi buồn ấy chỉ nhẹ nhàng, sâu lắng, chứ không bi lụy, sầu thảm. Khuynh hướng sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Hiền cũng tương tự như nhạc sĩ Lê Trọng Nguyễn mà chúng ta vừa lắng nghe trong chương trình Tơ Lòng trên Phím Nhạc kỳ thứ 50 vừa qua. Mặc dù trong sự nghiệp sáng tác của ông, khuynh hướng sáng tác nhìn có vẻ đa dạng, bao gồm cả hùng ca, sử ca và tình ca với nhiều chủ đề. Thế nhưng, trong những thể loại như hùng ca và sử ca, dường như Nguyễn Hiền chỉ sáng tác cho có với những người nhạc sĩ khác, chứ ông không thực sự viết nhiều về hai thể loại này. Bởi nhìn vào tất cả những sáng tác của ông, thể loại hùng ca và sử ca đã được ông sáng tác rất hiếm hoi. Chỉ như những ngẫu hứng bất chợt đến với ông, để rồi Nguyễn Hiền lại quay trở lại với con đường sáng tác tình ca, là một chủ đề không bao giờ lỗi thời, cho dù ở bất cứ thời đại nào. Trước tiên, chúng ta sẽ cùng lắng nghe một nhạc phẩm của nhạc sĩ Nguyễn Hiền đã sáng tác theo thể loại hùng ca, ca khúc
có tên Hẳn Ca Tuổi Trẻ, ca ngợi tinh thần bất khuất của tuổi trẻ Việt Nam, của dòng giống con rồng cháu tiên, kêu gọi tuổi trẻ lên đường xây dựng một đất nước Việt Nam vững bền, ấm no và hạnh phúc. Hãy đứng lên như mầm tương lai nổi dậy, siết tay nhau lên đường xây đắp non sông. Mẹ Việt Nam yêu dấu còn chờ ta phấn đấu cho quê nhà một ngày mai thêm sáng tươi. Mỗi con tim đã hoa theo muôn nhịp sông, cánh tay ta nối vòng tay lớn ngàn phương, thề tận chung với nước một lòng son đã quyết cho dân Việt ngày mai giàn danh A Đông. Đoàn sinh viên Việt Nam về đây chung bước, bàn tay nắm vòng tay dựng xây đất nước, dẫn cho con tim rộng khắp bốn phương tam hồn. Việt Nam soi sáng đất thiên tự do, hồn linh thiên địa nhân ngàn năm tươi thắm, nguyện nói gương hùng anh sự xanh phát sáng, quyết dân thân cho đời hiến ăn no một người, đồng tâm xây đắp tương lai. Hãy đứng lên như mầm tương lai nổi dậy, siết tay nhau lên đường xây đắp non sông. Mẹ Việt Nam yêu dấu còn chờ ta phấn đấu cho quê nhà một ngày mai thêm sáng tươi. Mỗi con tim đang hoa thêm muôn nhịp sông, cánh tay ta nối vòng tay lớn ngàn phương, thề tận chung với nước một lòng son đã quyết cho dân Việt ngày mai giàn danh A Đông. Đoàn sinh viên Việt Nam về đây chung bước, bàn tay đan vòng tay dựng xây đất nước, dẫu cho con tim rộng khắp bốn phương tam hồng. Việt Nam soi sáng đất thiên tự do, hồn linh thiên tiên nhân ngàn năm tươi thắm, nguyện nói gương hùng anh sự xanh phát sáng, quyết dân thân cho đời hiến ấm no muôn người, đồng tâm xây đắp tương lai Việt Nam. Ca khúc kế tiếp mà chúng tôi sắp mời quý vị cùng lắng nghe cũng vẫn là một trong những sáng tác của Nguyễn Hiền theo khuynh hướng hùng ca, nhạc phẩm có tựa đề Gửi Một Cánh Chim. Bằng một âm hưởng trong sáng, tươi vui, nhạc sĩ Nguyễn Hiền đã sáng tác ca khúc Gửi Một Cánh Chim. Đây là một nhạc phẩm thuộc vào chủ đề hùng ca trong dòng nhạc của nhạc sĩ Nguyễn Hiền. Gửi Một Cánh Chim có một nội dung lạc quan, tươi đẹp. Như hầu hết những bài hùng ca thời bấy giờ, ca khúc đã đem đến cho người nghe một nỗi cảm xúc hân hoan, đằm thắm khi thả hồn về với miền quê hương, thôn xóm, nơi bao tâm hồn đang ngóng chờ một ngày vinh quang, ngày trở về trong chiến thắng của bao chàng trai đã đáp lời sông núi kêu mời. Và tất nhiên, ngày đất nước reo vui, đón chào ánh nắng bình minh, thì tình yêu thương sẽ lan tràn khắp lối, hận thù sẽ phôi pha, và có những người em hân hoan tươi cười trong ánh nắng ấm áp này. Để kết thúc nhạc phẩm, nhạc sĩ đã dùng những lời hứa hẹn rất đẹp. Dù chia cách, tình ta muôn đời khó nhòa, ngày mai sẽ về giữa mùa hoa. Bây giờ, xin mời quý vị khán thính giả cùng bước vào những cung bậc trữ tình trong dòng nhạc Nguyễn Hiền qua tiếng hát của nữ ca sĩ Mai Hương. Xa xa cánh chim bay về
về chân trời. Làn mây êm trôi lững lờ ngàn núi, ngân vang tiếng tiêu đưa từ sáu đồi. Lòng sông mênh mang thương nhớ xa xôi, chỉ mời ngừng kính khẽ nhân vài câu, gửi về miền thương bao kiếp đơn đau. Nơi thôn xóm xưa bao người thẫn thờ, đời tan trong kiếp tháng ngày mong chờ. Lòng xe sắt với mấy cung đàn lóng trầm, cùng bầy chim thầm nhăn về nơi thôn vắng. Ngày vui ấy còn đâu muôn lòng héo tàn, tìm đâu thấy lại những mùa trăng. Hẹn ngày vinh quang non sông bừng lên tiếng ca, về chiến thắng bao nhiêu chàng trai nước sông, hân hoan tràn niềm vui mới. Nhịp đời lên men không căm thù vương đó đây, say sưa nhịp câu mến thương. Đường về lối cũ muôn hoa vui đón từng bừng, em thơ ngây cười trong nắng. Lòng sao xuyến với cánh chim về mấy lời, đợi ngày thắm tình nước hoa vui người ơi. Dù chia cách tình ta muôn lời khó nhòa, ngày mai sẽ về giữa mùa hoa. Cười mấy cung đàn lắm trần, cùng bầy chim thầm nhắn về nơi thôn vắng. Ngày vui ấy còn đâu muôn lòng héo tàn, tìm đâu thấy lại những mùa trăng. Hẹn ngày vinh quang non sông vương lên tiếng ca, reo vui bình minh khắp nơi. Về chiến thắng bao nhiêu chàng trai núi sông, hân hoan tràn niềm vui mới. Nhìn đời lên men không căm thù vương đó đây, say sưa nhịp câu mến thương. Đường về lối cũ muôn hoa vui đón từng bừng, em thơ ngây cười trong nắng. Lòng sao xuyến gửi cánh chim về mấy lời, đợi ngày thắm tình nước hoa vui người ơi. Dù chia cách tình ta muôn lời khó nhòa, ngày mai sẽ về giữa mùa hoa. Ngày mai sẽ về giữa mùa hoa. Ngày mai sẽ về giữa mùa hoa. Một sáng tác được xem như nằm trong khuynh hướng sử ca của nhạc sĩ Nguyễn Hiền là Huyền Trân Công Chúa. Từ Âu sang Á, trong các triều đình ngày xưa, thì vấn đề kết hôn vì yếu tố chính trị vẫn thường xảy ra và rất phổ biến. Huyền Trân Công Chúa được vua cha gả về cho vua nước Chiêm Thành
cũng là một cuộc nhân duyên đậm màu sắc chính trị. Nước Đại Việt thời bấy giờ và Chiêm Thành đã từng có những trận chiến kéo dài liên miên. Nhưng đến năm Tân Sửu 1301 thì nhà vua Trần Nhân Tông đã xây dựng được mối quan hệ ngoại giao khá tốt đẹp với Chiêm Thành, và ông đã đến đất nước này thăm viếng ở lại đây. Nhà vua Chế Mân của Chiêm Thành đã khoản đãi vua Trần Nhân Tông rất nồng hậu, và trước khi về, vua Trần Nhân Tông đã ngỏ ý muốn gả con gái là Huyền Trân cho Chế Mân để thắt chặt tình bang giao hai nước. Năm 1306, sau nhiều lần sang cầu hôn và xin dâng nạp hai châu Ô, châu Lý, thì triều đình nhà Trần mới đồng thuận đưa công chúa Huyền Trân xuôi Nam để kết hôn cùng vua Chế Mân của Chiêm Thành. Câu chuyện của công chúa Huyền Trân được truyền tụng rất nhiều trong dân gian, qua chính sử cũng như qua nhiều giai thoại truyền kỳ trong thi văn, âm nhạc. Điều này khiến công chúa Huyền Trân có thể được xem như một vị công chúa nổi tiếng nhất trong lịch sử Việt Nam. Giờ đây, chúng ta hãy cùng ngược dòng thời gian, cùng nhạc sĩ Nguyễn Hiền bước vào khung cảnh của một ngày năm xưa, khi công chúa Đại Việt rời bỏ quê nhà, lên đường sang Chiêm Quốc với biết bao tâm trạng khắc khoải, ngậm ngùi, qua ca khúc Huyền Trân Công Chúa và tiếng hát của nữ ca sĩ Hoàng Oanh. Ngày xưa có nàng Huyền Trân công chúa, giữa lúc xuân thì đang độ thắm tươi mặn mà, đành lòng ra đi ôm một mối tình ban đầu. Ô Lý hai châu duyên nợ phấn son vì đâu, thuyền quyến mã hồng vì yêu quê hương, đáp tiếng non sông xa một bóng người tình trùng. Dù ngàn sơn khê vẫn mơ đến ngày sum vầy, muôn dặm xa xôi biệt ly người ơi từ đây. Tìm lại nhịp đàn yêu thương, kinh kỳ hoàng hôn im bóng. Yêu ai chót nặng lời thề chưa phai, vẫn một lòng son sắt hoài, dù nổi trôi kiếp hoa rơi. Chung để quê hương thanh bình khỏi cơn chinh chiến, giang san cánh chờ miệt mờ cô liêu, bóng nàng nhòa theo bóng chiều mà lòng còn vương niềm yêu. Ngày xưa có nàng Huyền Trân công chúa, giữa lúc xuân thì đang độ thắm tươi mặn mà, đành lòng ra đi ôm một mối tình ban đầu.
nợ vẫn son vì đâu. Thuyền quên mà hồng về yêu quê hương, đáp tiếng non sông xa một bóng người tình trường. Dù ngàn sơn khê vẫn mơ đến ngày sum vầy, muôn dặm xa xôi biệt ly người ơi từ đây. Duyên kia lời hẹn thôi biết bao giờ, tìm lại nhịp đàn yêu thương kinh kỳ hoàng hôn im bao. Yêu ai chót nặng lời thề chưa phai, vẫn một lòng son sắt hoài. Dù nổi trôi kiếp hoa rơi, muôn chim tiến nàng cung chúa lên đường, vượt ngàn trùng để quê hương thanh bình khỏi cơn chính chiến. Giang san cách trở mịt mờ cô liêu, bóng nàng nhòa theo bóng chiều mà lòng còn vương niềm. Bây giờ, chúng ta hãy tìm hiểu về khuynh hướng sáng tác tình ca của nhạc sĩ Nguyễn Hiền. Tình ca của Nguyễn Hiền bao gồm hai chủ đề chính: tình yêu quê hương đất nước và tình yêu đôi lứa. Ca khúc đầu tiên xin được giới thiệu đến quý vị có tựa đề Về Đây Anh, là một sáng tác chung của Nguyễn Hiền và nhạc sĩ Nhật Bằng. Trong một chương trình âm nhạc, khi được phỏng vấn về hoàn cảnh nào đã đưa đẩy để nhạc sĩ Nguyễn Hiền lại có cơ hội sáng tác chung với nhạc sĩ Nhật Bằng trong ca khúc Về Đây Anh, nhạc sĩ Nguyễn Hiền đã cho biết như sau. Nhạc sĩ Nhật Bằng đối với chúng tôi có nhiều kỷ niệm về liên hệ gia đình, bởi vì thân mẫu của anh Nhật Bằng lại là bạn thân với bà dì ruột của tôi, cũng như đối với thân mẫu của tôi ngày xưa. Và bà thân mẫu của Nhật Bằng ngày xưa là Hoa Khôi ở phố Hàng Ngang, cạnh phố Hàng Đào, Hà Nội một thời đó. Và thân phụ anh thì là quê quán ở Thanh Hóa và đi ra Hà Nội cưới cái bà Hoa Khôi ở phố Hàng Ngang ấy, và có Nhật Bằng là người con trai đầu tiên. Cái năm 1951, khi chúng tôi vừa mới ký hợp đồng với một ông chủ Pháp là Hôtel de Paris, thì tôi làm nhạc trưởng ở đó. Thì có một hôm nhạc sĩ Tumi là tác giả bài Tan Tác, dắt đến giới thiệu với tôi một thanh niên mới hồi cư từ Thanh Hóa trở về Hà Nội. Hỏi đến gốc gác thì hóa ra là trong một nhà tất cả. Thế và chúng tôi thân nhau từ thời đó. Và đó là lời tâm sự của nhạc sĩ Nguyễn Hiền khi nói về nhạc sĩ Nhật Bằng, người đã cùng sáng tác với ông trong ca khúc Về Đây Anh. Xin mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Về Đây Anh qua tiếng hát của nữ ca sĩ Hoàng Oanh. Đời thương đau
bọc lấy nhau, đầy nỗi lòng người dân tha thiết mong chờ. Cớ sao người vẫn đang tâm thờ, người về đây sống vui đời thắm tươi, nên tự do đắp xây cho muôn đời. Nhịp cầu mến thương dèo vương ngàn nơi, xuân thanh bình rộn ràng bao lòng trái. Người ơi, ước mong ngày tan chính chiến, để toàn dân sống trong cuộc đời ấm êm. Ta nhắn gửi về nơi phương Bắc xa vời, hỡi ai lạc hướng mau quay về đời. Bọc lấy nhau đầy nỗi lòng người dân tha thiết mong chờ. Cớ sao người vẫn đang tâm thờ, người về đây sống vui đời thắm tươi, nên tự do cho muôn đời. Nhịp cầu mến thương dèo vương ngàn nơi, xuân thanh bình rộn ràng bao lòng trái. Người ơi, ước mong ngày tan chính chiến, để toàn dân sống trong cuộc đời ấm êm. Ta nhắn gửi về nơi phương Bắc xa vời, hỡi ai lạc hướng mau quay về đây. Đây nỗi lòng người dân tha thiết mong chờ, hỡi ai lạc hướng mau quay về đây. Tiếp tục với chủ đề tình ca quê hương, một ca khúc khác rất phổ biến trong khuynh hướng này của nhạc sĩ Nguyễn Hiền có tựa đề Thanh Bình Ca. Đây là một ca khúc được viết lời bởi nhà văn và còn là một nhà thơ có tên là Thanh Nam, một người khá nổi tiếng trong thi cũng như văn giới trong giai đoạn trước năm 1975. Thanh Nam tên thật là Trần Đại Việt, sinh năm 1931, người làng Mỹ Trọng, tỉnh Nam Định. Ông đã lập gia đình cùng nhà văn Túy Hồng năm 1966. Đến năm 1975, gia đình ông di tản sang Hoa Kỳ và định cư tại thành phố Seattle, tiểu bang Washington. Sau 9 năm trên đất Mỹ, ông đã mất vào năm 1985 sau một thời gian chống chọi với chứng bệnh ung thư thanh quản, hướng dương 54 tuổi.
được viết bằng giai điệu mượt mà, vui tươi. Thanh Bình Ca là một nhạc phẩm của nhạc sĩ Nguyễn Hiền, sáng tác theo chủ đề nhạc quê hương. Trước và sau nhạc sĩ Nguyễn Hiền đã có biết bao ca khúc viết theo chủ đề này, nhưng có lẽ Thanh Bình Ca là một ca khúc nhẹ nhàng, sống động và vui tươi nhất. Ngoài tâm tình chan chứa niềm vui khi đất nước an bình, người dân ấm no trong đời sống trù phú, Thanh Bình Ca còn là lời gọi mời mọi người cùng chung bàn tay, chung tấm lòng để xây dựng lại quê hương cho một ngày mai hạnh phúc. Dòng nhạc của nhạc sĩ Nguyễn Hiền luôn đậm đà tình tự dân tộc. Ngôn từ trong dòng nhạc của ông chan chứa biết bao trìu mến, thân thương. Thanh Bình Ca bắt đầu từ câu mở đầu đã là những âm hưởng reo vui phơi phới, cho đến câu kết là một hứa hẹn ngọt ngào cho tương lai. Khắp thôn làng rộn ràng tiếng yêu đời, ngày mai ơi thương yêu về ngàn nơi. Quý vị vừa cùng chúng tôi thưởng thức nhạc phẩm Thanh Bình Ca, một nhạc phẩm có chủ đề về quê hương trong dòng nhạc của nhạc sĩ Nguyễn Hiền với tiếng hát của ca sĩ Thái Thành. Nếu để ý một chút, chúng ta sẽ thấy rằng trong số 18 ca khúc của nhạc sĩ Nguyễn Hiền được thính giả yêu thích nhất thì đã có 9 ca khúc vốn là phổ từ thơ hoặc lời do các thi văn sĩ viết. Điển hình là Anh Cho Em Mùa Xuân, thơ Kim Tuấn, 12 câu của Tuổi Trẻ trong thơ Sông Hồ,
Hồ Than Thở, thơ Hà Dũng, Hoa Bướm Ngày Xưa, lời Than Nam, Hương Thề, thơ Hoàng Ngọc Liên, Lá Thư Gửi Mẹ, thơ Thái Thủy, Mái Tóc Dạ Hương, thơ Đinh Hùng, Người Em Nhỏ, thơ Thiệu Giang, Thanh Bình Ca, lời Than Nam. Không biết lúc còn sinh thời, nhạc sĩ Nguyễn Hiền có làm thơ hay không, nhưng hiển nhiên với số lượng thơ phổ nhạc chiếm tới một nửa tổng số ca khúc của mình, Nguyễn Hiền nếu không phải là thi sĩ thì cũng là một người yêu thơ và có một trình độ thưởng thức thi ca đặc biệt hơn người. Tiếng Việt vốn được ghi nhận là giàu nhạc tính và hình ảnh, vì thế mà khoảng cách biên giới giữa thơ và nhạc rất mong manh. Nếu không muốn nói là đã bị san bằng hoặc hòa lẫn. Nhận định một cách hơi chủ quan, người ta thấy những nhạc phẩm nào của nền tân nhạc miền Nam còn vang âm trong tâm hồn người thưởng ngoạn đều là những ca khúc mà cuộc giao duyên giữa thơ và nhạc đã đạt tới mức bất hoại trước bản chất vùi dập, xóa bỏ của thời gian. Nhưng chọn lựa để đi tới một cuộc hòa hợp vĩnh cửu giữa thơ và nhạc lại hoàn toàn tùy thuộc nơi cảm quan, bản chất của mỗi nhạc sĩ. Có những nhạc sĩ chỉ rung động với những bài thơ mà chia lìa hay khổ đau là đỉnh điểm. Cũng có những nhạc sĩ chỉ có thể cảm nhận những nàng thơ mà niềm vui và tiếng cười là chọn lựa thứ nhất. Giữa hai thái cực này, tân nhạc Việt Nam có vẻ nghiêng hẳn về phía tuyệt vọng, nát tan như một khía cạnh đặc thù, tương tác, song sinh với dòng thi ca Việt Nam khởi từ thời tiền chiến. Tiếp tục với dòng nhạc của nhạc sĩ Nguyễn Hiền, chúng ta hãy lắng nghe một ca khúc có tựa đề 20 câu của tuổi trẻ đã được ông phổ từ thơ của thi sĩ Song Hồ. Song Hồ sinh năm 1932. Bút hiệu Song Hồ được ký dưới những bài thơ từ năm 1952. Ngoài ra, ông còn có một số bút hiệu khác như Chính Sử khi viết xã luận và nhận định thời cuộc. Ông cũng là người chủ trương ban đọc truyện Trầm Hương trên đài phát thanh Sài Gòn từ năm 1965 đến 1975. Ông còn là một nhà báo, nhà giáo. Bài thơ đầu tiên ông viết là bài thơ Thư Gửi Người Em Hà Nội vào cuối năm 1949 tại núi rừng Bắc Việt. Năm 1962, Song Hồ hồi cư về Hà Nội, tiếp tục việc học và sáng tác, vừa viết báo, cộng tác với các báo như Tia Sáng, Giang Sơn, Đời Mới. Khi nhà nước Cộng sản đương thời vào Sài Gòn, ông có tên trong danh sách nhóm 50 tên văn nghệ sĩ phản động của chế độ miền Nam, được công bố rộng rãi trên báo chí và đài phát thanh. Song Hồ đã đến Mỹ vào cuối năm 1987 và định cư tại Houston, Texas. Ông qua đời năm 2009 tại Hoa Kỳ. Thi phẩm 20 câu tuổi trẻ của ông đã được nhạc sĩ Nguyễn Hiền chọn và phổ thành nhạc phẩm có cùng tên. Xin thời gian đừng phai lạt thơ ngây, xin mùa thu đừng héo hắt tim này, xin mùa đông đừng cỗi cằn tuổi trẻ, xin mùa hè đừng thiêu đốt niềm tin. Thời gian đừng phải là thơ ngây, xin mùa thu đừng héo hắt tim này, xin mùa đông đừng khô cằn tuổi trẻ, xin mùa hè đừng thiêu đốt niềm tin, xin thời gian
một cơn ngủ mê say, cho mùa xuân lịm trong giấc mơ dài. Ta của nhau tựa sống ngoài của biển, của chúng ta rừng núi của trời mây, để hai người được trao hết những yêu thương. Chúng tôi đang ngồi dưới ánh trăng sao, chúng tôi đang ngồi giữa miền cỏ hoa. Chim muông ơi, hãy về tâu những lời ca. Xin thời gian ngừng đây đừng trôi mau, xin mùa thu đừng vương ánh trăng sầu, xin mùa đông đừng mưa buồn lạnh giá, xin mùa hè đừng u uất niềm bao, cho tình yêu trọn kiếp người bên nhau. Như mùa xuân đẹp hoa nắng muôn màu, cho ngày mai còn như tình vừa chớm, dệt khúc ca tình ai gửi ngàn sâu. Để hai người được trao hết những yêu thương, chúng tôi đang ngồi dưới ánh trăng sao, chúng tôi đang ngồi giữa miền cỏ hoa. Chim muông ơi, hãy về tâu những lời ca. Xin thời gian ngừng đây đừng trôi mau, xin mùa thu đừng vương ánh trăng sầu, xin mùa đông đừng mưa buồn lạnh giá, xin mùa hè đừng u uất niềm đau, cho tình yêu trọn kiếp người bên nhau. Như mùa xuân đẹp hoa nắng muôn màu, cho ngày mai còn như dệt khúc ca tình ai gửi ngàn sao, cho tình yêu trọn kiếp người bên nhau, cho cuộc đời từ nay hết. Thank you.
Quý vị vừa lắng nghe ca khúc 20 câu của tuổi trẻ qua tiếng hát của nữ ca sĩ Hoàng Oanh, nhạc Nguyễn Hiền, thơ Sông Hầu. Một trong những ca khúc phổ từ thơ của nhạc sĩ Nguyễn Hiền là nhạc phẩm Hoa Bướm Ngày Xưa, đã được phổ từ thơ của thi sĩ Thanh Nam. Với một nội dung tiếc nuối những kỷ niệm xa xưa tươi đẹp, Hoa Bướm Ngày Xưa đã là tiếng lòng của rất nhiều người khi hồi tưởng lại một quá khứ êm đẹp. Trong cái quá khứ ấy, có quê xưa với khung trời hoa bướm, với nắng vàng tươi nhẹ, êm ái nhung tơ. Cứ thế, dòng nhạc cuốn người nghe vào cái thế giới êm đềm, đẹp như mơ, với khung cảnh trong sáng, với tâm hồn con người hồn hậu, đầy tình thương yêu. Rồi cũng như làn mây trôi, năm tháng qua đi, tuổi thơ chợt đã xa vời. Một ngày ngoảnh lại, tất cả đã tan biến, chỉ còn lại trong lòng một nỗi sầu tê tái. Cho dù màu nắng của những ngày xa xưa như vẫn còn lưu luyến vương vấn đâu đây. Dòng nhạc trữ tình của nhạc sĩ Nguyễn Hiền kết hợp với lời thơ của Thanh Nam đã để lại cho kho tàng âm nhạc Việt Nam một ca khúc trữ tình tràn đầy xúc cảm. Xin mời quý vị cùng với chúng tôi thưởng thức tiếng hát của ca sĩ Lệ Thu với Hoa Bướm Ngày Xưa, thơ của Thanh Nam và dòng nhạc Nguyễn Hiền. Cho nhớ thương về quê xưa, mùa xuân không còn nữa, muôn cánh hoa đào phải úa, lối cũ rơi hững hờ. Đời ấy bao ngày xanh hoa, hồn thơ mơ màng. Yêu sao ngày thơ ấu,
dần mãi. Đời cũ dâng sầu tê tái, sắc bướm hoa tan phai. Tìm thấy đâu ngày thơ em mãi. Không biết có phải như đã nói, bản chất hay cá tính của Nguyễn Hiền vốn hiền hòa, nên âm điệu và những ca từ ông chọn cho sáng tác của mình đều ít tính áo não thê thiết như cõi nhạc của khá nhiều nhạc sĩ cùng thời với ông. Nguyễn Hiền đã chọn cho dòng nhạc của mình một cõi riêng khác. Ngay trong bài Mái tóc dạ hương, thơ Đinh Hùng cũng nói về sự chia tay, nhưng đó là một cuộc chia tay làm thành kỷ niệm trăm năm. Kỷ niệm ấy là những hạt ngọc gắn trên vương miện quá khứ. Từng bước lần theo trăng viễn khơi, trong đêm còn mơ dáng ai cười. Tiếng cười như cõi thiên thu lại, tiền kiếp xưa nào em hé môi. Tiếp tục với dòng nhạc đã được phổ từ thơ của nhạc sĩ Nguyễn Hiền, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị một nhạc phẩm rất nổi tiếng khác của ông. Đó là ca khúc Mái tóc dạ hương, đã được phổ từ thơ của thi sĩ Đinh Hùng. Nhưng trước khi chúng ta lắng nghe ca khúc này, xin mời quý vị hãy nghe chính nhạc sĩ Nguyễn Hiền nói về thi sĩ Đinh Hùng cũng như hoàn cảnh ra đời của nhạc phẩm Mái tóc dạ hương. Chúng tôi gặp nhau rất là vui vẻ. Thì hôm ấy chúng tôi gặp lại anh ấy ở một cái tiệm phở. Chắc quý vị ở đây cũng đã biết, ở đường Rizzo, tức là Phan Đình Phùng, trước cửa đài phát thanh Sài Gòn có cái tiệm phở lấy tên là Phở 44. Thì chúng tôi đang ngồi ăn phở, thì cái điều kiện đầu tiên của Đinh Hùng là đi vô quán phở đó, ông đặt cái cặp của ông ấy xuống là bao giờ cũng phải có một chai bia để ngay bên cạnh ông ấy. Thì rồi ông ấy khoe với tôi: "Này, có bài thơ này tôi đưa cho ông đây này, ông xem làm sao." Thì tôi thấy bài thơ ấy mang tên là Một Tiếng Em, ca ngợi một người phụ nữ mà trong lý tưởng của anh thấy rằng là một cái người có cái nét sầu mộc. Rồi anh ấy đưa tôi, anh bảo cậu thử xem làm sao. Thì tôi ngồi ngay tại tiệm phở, tôi phổ nhạc cái bài thơ ấy thành ra là một ca khúc, và chính tôi đề nghị với anh lấy tên là Mái tóc dạ hương. Hoàng hôn trong
Quý vị vừa lắng nghe nhạc phẩm Mái tóc dạ hương được phổ từ thi khúc Một tiếng em của thi sĩ Đinh Hùng và dòng nhạc Nguyễn Hiền qua tiếng hát của nữ ca sĩ Ý Lan. Nguyễn Hiền lập gia đình năm 1953, rồi vào Nam, sau đó làm việc tại Bộ Thông tin và Xây dựng Nông thôn. Ông từng làm chủ dự phòng chương trình Đài Phát thanh Sài Gòn, phụ tá giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam. Trong khoảng thập niên 1960-1970, Nguyễn Hiền bắt đầu soạn nhạc cho phim. Trong số đó có hai nhạc phẩm khá nổi tiếng, đó là Ngàn năm mây bay và Tiếng hát học trò. Ngàn năm mây bay, một ca khúc lãng mạn thời chinh chiến mà nhạc sĩ Nguyễn Hiền đã viết đặc biệt cho một cuốn phim do đạo diễn Hoàng Anh Tuấn thực hiện năm 1963, phỏng theo một tác phẩm nổi tiếng cùng tựa đề của nhà văn Văn Quang. Tưởng cũng nên nhắc lại, nhà văn Văn Quang là một cựu sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Ông đã có đến 4 tác phẩm được quay thành phim trong giai đoạn trước năm 1975, mà trong số đó, nổi tiếng nhất và được rất nhiều người biết đến là cuốn phim Chân trời tím với tài tử Hùng Cường và Kim Vui thủ diễn. Ca khúc Ngàn năm mây bay đã cho thấy sự đa dạng trong sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Hiền. Xin mời quý vị hãy cùng lắng nghe Ngàn năm mây bay qua sự trình bày của nữ ca sĩ Khánh Hà. Còn đó đâu tìm người hẹn hò, nhìn áng mây trôi đêm bao ngày tháng, tâm tư buồn lúc thu sang mà tiếc nuối dễ vắng. Những khi ta quên nhau trong chiều vắng, êm êm câu ca trầm lắng cũng đàn lòng nhịp nhàng. Mộng ước mai sau bên khung trời xa, đôi tim hòa khúc yêu đương, đời là vạn niềm thương. Cầm tay nhau ngậm ngùi sao không nói, đêm sao rơi mà em lúc chia phôi, gió trước mãi lá vàng để lòng nghe xa vắng trong đêm dài. Nhớ nhau khi mây vương vương màu tím, dư âm năm xưa chiều mến mang một lời thề nguyện. Ngàn kiếp mây bay không phải niềm nhớ, thu sang lòng thấy bơ vơ, giờ chỉ còn mộng mơ. Nhìn áng mây trôi đêm bao ngày tháng,
chiếc núi dĩ vãng. Những khi ta quen nhau trong chiều vắng, em câu ca trầm lắng cũng đàn lòng nhịp nhàng. Mộng ước mai sau bên khung trời sáng, đôi tim hòa khúc yêu đương, đời là vạn đường. Năm 1988, nhạc sĩ Nguyễn Hiền và gia đình rời Việt Nam đi định cư tại Hoa Kỳ theo diện ODP. Ông và cố nhạc sĩ Ngọc Bích cùng một số người bạn lập ra ban Sài Gòn Band ở Little Sài Gòn, Westminster. Nhắc đến Nguyễn Hiền, giới yêu nhạc thường nghĩ ngay tới nhạc phẩm Anh Cho Em Mùa Xuân, bởi nhạc phẩm này được thính giả đánh giá là một trong những ca khúc có chủ đề về xuân hay nhất. Ca khúc được chọn làm ca khúc kết cho chương trình Tơ Lòng Trên Phím Nhạc ngày hôm nay, tưởng nhớ nhạc sĩ Nguyễn Hiền, dĩ nhiên sẽ là ca khúc có chủ đề về mùa xuân được nhiều người biết đến nhất của ông. Đó chính là nhạc phẩm Anh Cho Em Mùa Xuân, được phổ từ thơ của Kim Tuấn. Kim Tuấn có tên thật là Nguyễn Phước Vĩnh Khuê, sinh năm 1938 tại Huế, nhưng quê gốc ở Hà Tĩnh. Ông bắt đầu làm thơ từ năm 13 tuổi, bắt đầu có thơ đăng trên các tạp chí đầu thập niên 1960. Tập thơ đầu tiên xuất bản là tập Hoa Mười Phương, in chung với 13 tác giả khác. Ông còn là phóng viên chiến trường với ký danh Vĩnh Khuê. Ông mất năm 2003 tại Việt Nam vì bị nhồi máu cơ tim. Và một lần nữa, trước khi mời quý vị lắng nghe nhạc phẩm Anh Cho Em Mùa Xuân, chúng ta hãy lắng nghe nhạc sĩ Nguyễn Hiền kể lại hoàn cảnh ra đời của nhạc phẩm Bất Hủ Về Mùa Xuân này. Có một hôm vào mùng 5 Tết, lúc đó thì tôi làm việc ở Bộ Thông tin, tôi là phụ tá cho ông Văn Hóa Bộ trưởng. Thì cái trụ sở của nó ở số 15 đường Lê Lợi, đối diện với Givran ở bên kia. Thì buổi sáng thì mùng 5 Tết thì cũng buồn thôi, thì anh Thượng Sĩ, ông Thượng Sĩ Già là một nhà phê bình văn học, và anh Sĩ Trung cũng là làm việc ở đó. Sĩ Trung là ký giả của tờ Đồng Nai của Huỳnh Thành Vị. Thì một già một trẻ ấy mời tôi là cái anh Nhôm Nhôm đi ăn sáng. Lúc về rồi thì tôi nhìn ở thấy trên bàn giấy có một tập thơ, nhan đề là 40 bài thơ của Vương Đức Lệ. Trong đó có Mai Trung Tĩnh, có Định Giang là một anh sĩ quan hải quân trẻ tuổi, và có Kim Tuấn. Thì trong 40 bài thơ thì để ở bàn tôi mới lật lật. Đúng là mùng năm Tết, cái không khí xuân nó hãy còn tràn trề ở trong lòng mình nhiều hứng khởi. Mở ra thì lại đúng gặp cái bài Nụ Hoa Vàng Ngày Xuân của Kim Tuấn. Nụ Hoa Vàng Ngày Xuân thì lúc bây giờ thì không khí xuân vẫn còn, tôi mới lấy giấy ra, cũng không có cả giấy nhạc nữa, tôi lấy tay tôi kẻ thành những cái khuôn nhạc.
Và cũng không ngờ cũng là cái duyên. Tôi viết xong độ 1-2 tiếng thì nó xong cái bài đó. Xong tôi cất ở trong ngăn kéo. Sáng hôm sau có một anh trẻ tuổi đến tìm tôi, tự giới thiệu là hôm qua em đến tìm anh mà biếu tập thơ 47 thơ, tự giới thiệu là Kim Tuấn. Tôi bảo, wow, Kim Tuấn à? Tôi vừa mới phổ cái bài của anh ra thành nhạc đây này. Thì anh ấy xin tôi chép lại một bài. Và ngay lúc đó thì ông chủ hãng Asia Thâu Dĩa, ông lại ghé qua, ông ấy chắc cũng đói bài. Thì ông ấy bảo tôi, có bài gì mới không? Tôi nói, này, mới toanh cái này. Thế đưa cho ông ta thì ông ký công tra, thì tôi lại liên lạc với anh Kim Tuấn. Vâng. Tôi cưa đôi cho anh một nửa. Thế rồi hãng xuất bản Tinh Hoa là anh Lê Mộng Bảo, thì anh ấy cũng lại in cái bài đó. Dạ, vâng. Thành chúng tôi cũng cứ chia nhau, cái gì cũng là chia hai hết tất cả, chứ không có tứ lục gì cả. Và đó là lời tâm sự của nhạc sĩ Nguyễn Hiền về hoàn cảnh ra đời của nhạc phẩm Anh Cho Em Mùa Xuân. Và bây giờ xin mời quý vị cùng lắng nghe Anh Cho Em Mùa Xuân, nhạc Nguyễn Hiền, thơ Kim Tuấn, qua tiếng hát của nam ca sĩ Elvis Phương. Bàn tay thơm sữa ngọt,
dài đất thiềm chim hót, mái nhà xinh kề nhau. Anh cho em mùa xuân, đường hoa vào phố nhỏ, nhạc tràn hòa đầy đó. Tình yêu non nước này, bài thơ còn sao xuyến, dung nắng vàng ban mai. Anh cho em mùa xuân, nhạc thơ tràn muôn lối. Nguyễn Huyền qua đời tại Hoa Kỳ năm 2005 vì bệnh ung thư phổi. Trong suốt cuộc đời sáng tác của ông đã chọn cho mình một đường đi riêng. Tuy có ít nhiều khác biệt với những nhạc sĩ đồng thời, nhưng đường hướng ấy phù hợp với cá tính, bản chất của chính ông. Phải chăng nhạc sĩ Nguyễn Huyền đã cố tình cho những thế hệ sau ông biết rằng nền thi ca miền Nam không chỉ có nước mắt, thương đau, nhưng nền thi ca ấy qua những ca khúc của ông còn có tiếng cười hân hoan, thương yêu của những mùa xuân đã qua, tiếng chuông khắn reo ngân thắm thót của những mùa xuân sẽ tới. Quý vị vừa lắng nghe chương trình Tơ Lòng Trên Phím Nhạc kỳ thứ 51 tưởng nhớ nhạc sĩ Nguyễn Huyền. Xin trân trọng gửi lời chào tạm biệt đến toàn thể quý vị khán thính giả khắp mọi nơi. Và xin chân thành gửi lời cảm ơn cho sự theo dõi, lắng nghe chương trình trong suốt thời gian qua. Xin quý vị tiếp tục ủng hộ tinh thần cho chúng tôi bằng cách đăng ký kênh, để lại lời bình luận cũng như chia sẻ chương trình Tơ Lòng Trên Phím Nhạc đến với những người thân quen. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.